Hello hello, xin chào mọi người. Ngày hôm nay thì mình đã đi đến một quyết định sau rất nhiều ngày đắn đo, đó chính là đi phun môi. Thực sự thì mình cũng đã suy nghĩ rất lâu rồi nhưng mà ngày hôm nay thì mới quyết tâm làm được. Tại sao mình lại có quyết định này? Bởi tại vì cứ mỗi khi ăn xong, nhìn thấy son dính lên trên đồ ăn, nhìn rất là khó chịu. Sáng ngủ dậy thì môi nhợt nhạt trông như chết trôi, nhìn rất là xấu gái. Rồi công việc của mình yêu cầu đánh son nhiều nên khiến môi càng ngày càng thâm nữa. Vậy nên ngày hôm nay sau 7749 lần nghiên cứu, hỏi rất nhiều người từ đồng nghiệp, bạn bè đến gia đình họ hàng thì mình đã tìm được một địa chỉ mà mình nghĩ là rất ok là tại địa chỉ 61 Nguyễn Công Trứ, Hai Bà Trưng. Đó là DK Ice Brow and Beauty. Vừa bước vào cửa thôi đã thấy hoành tráng sang xịn mịn rồi. Vì là lần đầu tiên và cũng hơi kỹ tính nên mình hỏi quá trời hỏi, từ màu môi, kỹ thuật rồi chuyên gia có đau không này nọ, thì cũng tư vấn rất nhiệt tình và kỹ càng. Sau một hồi lắng nghe thì mình đã lựa chọn màu đỏ cam và hơi thiên cam một chút. Đây là chị chủ DK này, nhìn style chắc lừ luôn. Chị thì chỉ làm lông mày và ngày hôm nay lúc đến thì chị cũng đã nói là cái lông mày của mình đã bị xanh và đỏ vì mình cũng đã làm từ năm 2017. Sau đó thì chị cũng đã tư vấn là nên vuốt cái màu cũ đi và có thể làm lại lông mày mới. Nên là chị đã ngồi định hình và kẻ lông mày cho mình luôn. Đây cho mọi người xem môi của mình khô quá trời khô luôn. Chuẩn bị tiến hành làm nào. Trước khi làm thì mình sẽ được bạn nhân viên tẩy trang này, tẩy tế bào môi, sau đó thì dưỡng môi. Cùng lúc đó thì mình cũng ủ tê lông mày luôn để tí nữa tiến hành vuốt màu luôn nhé. Ha ha, quái vật đến rồi đây. Sau thời gian ủ tê từ 25 đến 30 phút thì mình sẽ lên phòng kỹ thuật để chị chuyên gia sẽ tiến hành hút màu cũ từ lông mày của mình. Đoạn này mình bảo bạn trợ lý không quay vì ánh sáng khá hại cho mắt, nhưng mà thực sự là không đau một chút nào đâu, chỉ khoảng từ 2 đến 3 phút thôi. Và giờ sẽ đến mục đích chính của chúng ta ngày hôm nay. Mình sẽ làm môi dưới trước. Chị chuyên gia thì di kim rất nhẹ nhàng và không hề đau đâu. Mặc dù môi mình khô và chị cũng nói là viền môi của mình bị thâm nên sẽ phải xử lý lâu hơn một chút. Và sau khoảng 30 phút thì ta da, thành quả đây rồi, các bạn có thể xem nhé. Khúc này là chị đang dặn mình những bước mà về nhà sẽ phải chăm sóc. Chị nhiệt tình và nói vô cùng kỹ càng luôn. Chị bảo là nếu mà có quên thì yên tâm, ngày mai bộ phận chăm sóc khách hàng sẽ lại gọi điện và nhắc lại một lần nữa. Đây là hoàn toàn yên tâm với những bạn nào cá vàng như mình nhé. Đây là ngay sau khi mình làm xong, các bạn có thể thấy là môi không hề sưng, chụp ảnh cười vẫn rất xinh nhá. Đây là ngày đầu tiên sau khi làm môi. Còn đây là ngày thứ hai, môi đã bắt đầu khô và có hiện tượng bong rồi. Ta-ra, và đây là bây giờ, các bạn có thấy môi mình xinh không nào? Môi sẽ mất từ 1,5 đến 2 tháng để định hình được rõ ràng nhất. Thế nhưng đến thời điểm hiện tại thì mình xin được dành tặng 100 điểm cho DK Eyebrow and Beauty. Review của mình đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn ở những review lần sau và hãy ủng hộ mình nhé.